Được rồi, đã đến lúc điểm danh Gina. Ồ, dạ, có ạ. Tốt. Còn Mickey? Em đi ạ. Tốt lắm. Để xem nào. Matthew, em có mặt không? Xem nào, em có trong lớp không? Ồ, em kia rồi. Tốt lắm. Đợi chút đã. Ôi trời ơi. Trời đất quỷ thần ơi, thầy ngất luôn rồi. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Đúng rồi. 99, 100. Đẹp quá. Nhìn mình xinh hết chỗ nói luôn. Cuối cùng cậu cũng về nhà rồi. Về nhà còn lành lặn lắm mày. Chạy đi Smokey. Nhưng nhìn chân kìa. Không. Chuẩn bị né đi thôi. Smokey, xuống. Thôi còn đi đâu được nữa. Nhìn xem em ấy làm gì vào bãi tớ này. Tớ xin lỗi nhiều Ava. Chắc phải có cách nào đó chứ nhỉ. Thực ra tớ nghĩ ra cách rồi. Cắt đầu của một quả bóng bay chứ thổi. Rồi lồng vào bàn chân của chó con. Ổn lắm đấy. Ai là bé ngoan nào. Chúng ta có thể ôm ấp mà không lo bị bẩn nữa. Cún dễ thương quá ha. Ôi trời. Có ai thấy bé cún nhà tôi không? Chị có thấy bé chó này không? Trông thế này ạ. Xin hãy cầm một tờ và nhớ nhờ bạn bè để mắt giúp tôi nhé. Xin cảm ơn. Về nhà với anh đi mà. Mình sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra. Phải đeo thêm vòng cổ cho ẻm thôi. Khoan. Đã có cách rồi đây. Mình có giấy nến nè. Dùng súng bắn keo phun một đốm ở giữa. Rồi đặt thẻ tên bằng giấy lên. Giờ lại phun keo lên trên thẻ. Đừng lo, cứ phun cho kín tấm thẻ nhé. Giờ thì để nó khô và đặt một tờ giấy nến khác lên trên. Nhấn xuống thật chặt nè. Xong rồi. Chà, gần xong thôi. Ta-da. Hoàn hảo rồi. Gắn nó vào cái móc đa năng thôi. Giờ bạn có thể đeo lên cổ cho cún. Cún sẽ không bao giờ rời xa mình nữa. Nếu em bị lạc, nhớ nhờ người ta gọi vào số này nhé. Giờ đi chơi đi. Cậu mở đi, tớ đang đợi cậu nói thế luôn á. Ok, đùa vậy mãi chẳng vui luôn. Khoan, mình có cách rồi nhé. Mình có một kho đồ ăn cho tình huống khẩn cấp á. À ha, một hạt gạo này. Mình sẽ cần nhiều hơn như thế này. Đợi tớ xíu xíu nhé. Dùng cái này được nè. Còn nữa đấy nha. Cái bàn này lộn xộn quá. Nhưng mình có thêm gạo rồi này. Cậu làm cái gì thế? Xem đây này. Tớ có kế hoạch này. Phải nấu cơm cái đã. May mà mình có mấy cái này. Mình sẽ cho gạo vào nồi. Tiếp theo là khuấy một cái. Ok, nhìn ổn thì áp rồi. Mình cần lăn nó thành một cục tròn. Hoàn hảo. Nhìn được nhờ. Suýt thì mình quên. Tớ cần vài thứ nữa. Biết rồi. Này, phải có đũa mới đúng bài. Ta-da. Đến lượt cậu đấy. Ok. Gạo đó hả? Mình phải làm gì với cái này chứ? Đủ lắm rồi. Xin chào, tôi mới đặt hàng, nhanh lên. Mình phải làm gì với cái này chứ? Ái chà, chắc là mình phải thử vậy. Mình ghét câu cá. Thật ra thì cũng thư giãn đấy. Cá cắn câu rồi. Mong là một con cá bự. Wow, xem chú cá vàng ấy kìa. Giúp tôi chút nhá, rồi tôi thả cậu. Mà là sushi hiện ra. Wow, nhìn mấy miếng sushi kia kìa. Đúng là ấn tượng đó. Để xem kết quả thế nào này. Đương nhiên là như thế rồi. Mình cũng đã cố rồi.
Lưu Sinh ơi, ai là cún ngoan nhất nhở? Con đó, bố có đồ ăn cho con này. Toàn đồ chất lượng cao nhé. Ăn ngon nha. Hả? Chắc con đang đói lắm nhở? Ừ. Ý là con nhảy lên hồi nào thế? Con làm bố hết cả hồn đấy. Ok, để bố cho con thêm xíu nữa nhé. Của con này. Wow, Lucy ơi, con phải nhai chứ con. Chồng ơi, em xong rồi. Mình đạp lên cái gì vậy nhở? Sao có đồng xu trên sàn thế này? Có mùi thùm thủm ấy nhở? Ừ, kinh quá. Hả? Còn nữa. Đi về đằng kia kìa. Chắc phải đi theo xem sao thôi. Mùi khủng khiếp quá đi. Càng ngày càng hôi luôn. Yêu ơi, phải dọn đống này thôi. Phải huấn luyện Lưu Sinh đi vệ sinh mới được. Khoan đã. Ý là nhìn cũng hay ho đấy. Mấy bà bạn ở spa sẽ mê lắm cho xem. Ăn đi này Lưu Sinh, ăn nhiều lên. Mẹ con cần thêm nhẫn vàng đó. Đỉnh của chóp thật sự. Cơ mà phải tẩy cái mùi khủng khiếp này đã. Thêm một nét nhỏ ở đây. Mình vẽ được cả nội tâm đẹp đẽ của Lưu Sinh luôn. Bá cháy. Chào chồng yêu. Cho mẹ ôm một cái nào Lưu Sinh. Xong rồi, tuyệt tác của anh đã được hoàn thành. Trời đất, đây là tác phẩm đỉnh nhất của anh đó. Phải đưa vào phòng triển lãm thôi. Bé Lưu Sinh nghĩ sao nào? Không à, con thích màu nước ư? Tiếc quá chồng ơi. Phê bình gầy gắt dữ vậy. Úi giời, ảnh hậu đậu quá đi mất. Ảnh đã cố hết sức rồi, cảm thấy buồn quá à. Lưu Sinh đi chơi đi con. Đừng buồn mà anh yêu, tí em dắt anh đi mua tranh nhá. Em nói đúng, anh giàu mà. Wow, nhìn kìa em. Lưu Sinh ơi, con đúng là thiên tài. Đẹp thật sự. Em nhìn này, là tài năng thiên bẩm đó. Tông màu đen trắng cực kỳ kinh điển. Quá hoàn hảo nhé. Hết sảy con nhà bà Bảy. Cảm động rớt nước mắt luôn. Em có gì thế? Mèo sao? Không được. Em biết quy định mà. Chắc chắn là không được đem thú cưng vào lớp. Không có ngoại lệ đâu nhé. Em phải đem nó ra khỏi đây. Được thôi ạ. Chúng ta phải làm gì đây mèo con? Thầy thật xấu tính. Không thể tin được là thầy không cho mày vào lớp. Đợi chút đã. Nhìn món đồ trang trí đó kìa. Mình có ba lô. Có cách rồi. Được rồi, mình sẽ dùng ba lô, một nửa quả cầu và bút chì. Giờ mình sẽ đổ nét lên ba lô. Xong rồi, mình đã có một đường kẻ tròn. Và mình sẽ cắt nó ra. Tiếp theo, súng bắn keo. Chỉ cần một đường quanh kẻ lỗ mình vừa cắt. Mình sẽ cần đủ keo để làm những thứ cần thiết. Xong rồi, đủ keo rồi đấy. Và giờ dán nửa quả cầu còn lại lên chỗ keo. Nhưng cũng cần trông dễ thương nữa. Một ít bông sẽ đẹp đấy. Tuyệt, thích quá. Vào túi sách đi nào mèo con. Tao sẽ đeo mày trên lưng. Mày có thể nhìn qua cửa sổ nếu muốn. Chào thầy, em đã quay lại rồi và sẵn sàng vào học. Em chắc chắn không đem theo con mèo đó chứ. Chà, không thấy nó đâu cả. Được rồi, giờ em vào lớp đi. Yes, mình đem ba lô vào được rồi. Nghĩa là mày cũng có thể đó mèo con. Ôi trời, con mèo của cậu dễ thương quá. Ôi không, thì vào kìa. Nhanh, giấu nó đi trước khi thầy thấy. Được rồi, có lẽ đã đến lúc bắt đầu buổi học. Hy vọng thầy không thấy con mèo. Được rồi, bắt đầu tiết học hôm nay thôi. Có lẽ chúng ta an toàn rồi. Thầy không nghi ngờ gì cả. Ôi trời ơi, mèo con, mày đi đâu rồi? Không sao, bình tĩnh nào, chúng ta sẽ tìm nó. Nhìn kìa, ở ngay kia. Mèo con, ôi không, mày đang làm gì
gì trên bàn vậy? Hả? Có gì náo loạn ở đó vậy? Có chuyện gì đang xảy ra mà thầy cần biết không? Hả? Cái gì đây? Con mèo! Thầy nghi ngờ em là đúng mà. Dạ, xin lỗi thầy ạ. Dừng lại nào. Em không được mang theo bất kỳ con vật nào nhé. Ồ, không, làm gì có. Tôi có mang con gì đâu. Rồi, cho soát vé nào. Đợi xíu đã. Ai vậy ta? Wow, cô ấy đỉnh thế. Vé của em. Chị này đồ dã man, to như quả núi ấy. Nếu chị muốn thì cứ vào trước đi ạ. Ôi, tôi có thể giúp gì không? Vé của tôi đây. Cảm ơn nhé. Người tiếp theo. Em đó hả? Nhưng hồi nãy chị soát vé của em rồi mà. Nhìn này, chị sẽ tanh bành luôn đó. Hay quá ha. Không vé, không phim chiếc gì hết. Này, qua kia ngồi đi. Chừa chỗ cho cô nàng xinh đẹp này nào. Sao cũng được, chị đây xem phim một mình luôn. Thử lỗi cho em nhé, em lấy bé cưng ra một tí. Xin chào Hamlet, chị mang em vào rạp phim rồi nè. Chị ấy mang theo một chú hamster cute kìa. Cho em nịnh với được không ạ? Đương nhiên là được rồi. Cưng quá đi, còn ấm nữa, mềm dễ sợ luôn nè. Đúng là cứng xỉu luôn. Ôi, em còn một em nữa à. Cho anh sờ thử với. Không, chỉ có em mới được ôm Hamina thôi. Em ấy là bé cưng của em đó. Trời ơi, ước gì mình cũng có hamster đến nựng nhỉ. Ôi, Hamina ơi, bé nhỏ xíu và dễ thương dễ sợ luôn. Này, đặt hai bé lại với nhau đi. Gấp đôi được cưng luôn. Đây là bộ phim tuyệt nhất thế giới đó. Xem Hamlet đang làm vệ sinh kìa. Tuyệt quá, mình ghép lại mấy mảnh vé vào xong rồi. Không. Ok, chờ một chút nào. Con đi nhặt cái xương này nhé. Sẵn sàng chưa? Chạy đi con. Ủa hả Lu? Nãy giờ toán như thế thôi. À, biết rồi này. Bà chủ gọi tôi ạ. Mệt quá, anh đây rồi. Anh nhặt dùng tôi cái xương với. Tôi đang dạy cho Lu sinh. Đi lấy đi. Thấy không Lu sinh, con phải làm vậy nha. Đây thưa bà chủ. Tuyệt vời, đưa cho Lu sinh đi. Ngoan lắm. Con cũng muốn thử à? Ok, thử lại lần nữa nha. Của con này Lu sinh. Làm đi. Tôi đây ạ, bóng của cậu chủ đây. Cậu thấy sao? Có vui không? Tôi đang cố hết sức nè. Mẹ tự hào lắm Lu sinh ơi. Và anh nữa. Thích quá đi, cảm ơn cậu chủ. Em đi trước nhé, xin đấy, ok. Hả? Thất vọng tràn trề luôn. Cậu có cái gì á? Để xem nào. Xịn quá. Mình thích mùi bánh mì vừa nướng xong lắm. Ok, chắc là mình sẽ làm bánh sandwich. Giờ thêm xà lách nè. Miếng thịt này nhìn ngon quá đi. Và đương nhiên là mình cần chút phô mai nữa. Xong xuôi. Mình sẽ thử một phát. Wow, ngon xỉu luôn. Này. Tại sao nữa má? Áo, cái gì thế? Cẩn thận chứ. Dành cho cún cưng đó.
À, phải. Tớ biết mà. Tớ chỉ xem thử thôi. Rồi, nhưng làm cái gì đây ta? Mình chả có tiền để mua nguyên liệu chứ. Cái gì đây? Một miếng bánh mì bé xíu. Dùng cái này được nè, có còn hơn không? Nhưng mình cần gì đó nữa? Mình có thể dùng mảnh vụn của Sunny. Mình sẽ đặt miếng thịt này lên bánh mì và đặt miếng xà lách bé tí này lên. Nhìn không ngon miệng cho lắm. Thấy rồi nhé. Chú chuột ấy gặp phô mai kìa. Cứ từ từ nào bạn Hiền. Miếng này của tôi mà. Của chị mày. Tí nữa chị đây trả cho. Ok, mình có một miếng phô mai bé tí và một cái bảo bé tí. Đến lúc hoàn thành chiếc sandwich mini này rồi. Cũng đâu đến nỗi ha. Mình hơi bị tự hào luôn. Ghen tị không? Thèm vậy. Ok, đến lúc chấm điểm rồi. Người thắng cuộc đã rõ ràng rồi. Rồi, hỏa cũng được ấy mà. Lướt cả ngày không chán. Nhưng Smokey đáng thương phải làm gì chứ? Em muốn làm gì nào? Chắc bé muốn đi chơi đúng không? Nhìn này, Smokey, bắt lấy. Không à, không muốn chơi gà sao? Vậy còn quả bóng em thích thì sao nào? Cũng không muốn hả? Em làm chị trầm cảm mất thôi. Nó chỉ thích mỗi bánh thưởng thôi, phải không hả? Vậy thì mình biết chính xác phải làm gì rồi. Smokey mê bánh này, nhất là đi chung với đồ chơi. Cắt một đường trên quả bóng, bóp vào cho món bánh thưởng thơm ngon vào. Vậy là đủ để cậu nhóc chơi một lúc lâu. Xong rồi. Sẵn sàng chưa? Xem chị có gì cho bé nè. Đi bắt đi. Có tác dụng rồi, hẳn bé đã ngửi thấy mùi bánh. Cứ theo hồ mà tìm bánh thưởng nhé cuốn con. Chơi trò này cũng vui chứ bộ. Chà chà, đây là lớp mình và có tấm bảng cấm đem theo thú cưng. Nhưng chúng ta có cách mà đúng không Melon? Tốt, giờ thì mày đã tàng hình rồi. Đây đúng là cách để lẻn vào lớp. Đã đến lúc dùng công nghệ tắt cái hoa rồi. Nào, đây là tất cả các thiết bị mình cần. Đến lúc hóa trang và thực hiện rồi. Bắt đầu thôi. Sẵn sàng để đội mũ. Yes, giờ đã đến lúc nhấn nút. Xong, mình tàng hình rồi, giống như tắc kè hoa melon luôn. Yes, tuyệt quá. Giờ thì lẻn vào lớp thôi. Cho dù vậy thì mình vẫn phải giữ yên lặng. Mình không muốn để giáo viên thấy đâu. Ouch, ôi không, hy vọng là không bị lộ. Hả? Tiếng gì vậy nhỉ? Mình không thấy gì cả. Chắc là không có gì đâu. Hoặc do mình tưởng tượng thôi. Ôi, tôi vẫn nghe nè. Suýt nữa thì điều. Được rồi, tiếp tục thôi. Mình sẽ phải cẩn thận hơn lúc nãy. Ôi không, cái bánh burrito mình ăn hồi trưa. Không ổn rồi. Cái bụng của mình. Tốt hơn nhiều rồi. Mùi gì vậy nhỉ? Người mình sao? Không phải đâu, chắc là thùng rác thôi. Phew, không thể tin là lại thoát qua này đấy. Mình kiểu như siêu anh hùng vậy. Hoặc là siêu đội viên. Cửa kia rồi, sắp vào được bên trong. Chỉ cần đẩy ra thôi. Hả? Cánh cửa tự mở hay sao ấy nhỉ? Chắc không đâu. Yay, thành công rồi. Mình đã vào được lớp. Cảm ơn vì đã giúp nhé Melon. Nào, giờ mày lên bàn nghỉ ngơi đi. Nhìn đừng mà ai biết sao chúng ta làm được nhé. Đã đến giờ chơi với Armani rồi này. Có vẻ như bé đang chơi rất vui luôn. Hình như họ đã ra phán quyết cho phiên tòa ấy rồi. Gì đây? Phòng này bị sao thế hả? Như một đống hổ lốn vậy. Armani, chị biết ngay là do em mà. Em hư lắm luôn rồi đó. Giờ chị phải dọn lại cả phòng luôn. Thế trên này Armani, chị phải dùng biện pháp mạnh thôi. Đúng vậy,
chổi xịn của chị. Chị phải dùng nó để dọn mớ hổ lố này. Biết sao không, em phải học lấy bài học này thôi. Đúng thế, em mau mau dọn đống bừa bãi em bày ra đi. Armani, em không nghe thấy chị nói gì à? Này, em định trốn đi đâu đấy? Đừng có mà trốn chị nhé. Em đang ngậm cái gì vậy? Lại đồ chơi à? Không, giờ không phải lúc chơi. Đúng vậy, giờ em phải dọn nhà. Lại đây, để chị cho coi nè. Chị muốn em dọn dẹp đống rác này ngay. Như vậy nè, em đã hiểu chưa nào? Có vẻ như không hiệu quả rồi. Chờ chút nào, mình biết phải làm gì rồi. Mình sẽ dọn dẹp bằng chính Hermione. Chỗ này trước và rồi quay ngược lại đây. Được rồi, quay lại đây nào. Cố lên Hermione, giúp chị nào. Có chuyện gì thế này? Cô làm gì con vàng con bạc của tôi thế? Cô phải là người lau dọn chứ. Bằng cái này, chứ không phải Armani. Giờ làm việc đi và đừng đụng tới Armani nữa. Cô ý tưởng con chó này hay lắm ý. Nhưng nó là đứa bầy bừa cơ mà. Không ngờ mình phải xử lý tất tần tật. Sắp dọn dẹp xong rồi. Hả? Con thấy căn nhà ấy thế nào hả Armani? Chúng ta có nên xây một cái không? Armani có đọc được đâu. Cuốn tạp chí này nhảm thật. Mọi người thích chó, còn tớ thì mê nhện cơ. Một vé ạ. Em mang bóng vào được không anh? Rồi ơi. Mà ơi, nhỏ đó bị gì vậy? Tớ hả? Bình tĩnh đi bé đây. Nhện kìa, nó sắp ăn thịt chúng ta rồi. Nó luôn hả? Nó có độc không thế? À! Xóa nó khỏi đây đi. Rồi. Bé cưng ơi, mấy người này lạ thật. Cậu ta để quên quả bóng kìa. Ok. Mình hắng bộ phim này quá. Dơ, xem phim dơ. Em yêu phim, em mê phim. Em mê phim, còn anh thì sao hả? Thôi xong. Hay em cứ vào đi nhé. Không biết em ấy có nghe thấy gì không? Xấu hổ quá đi mất. Thành công rồi nè bà con. Giờ em có thể ra ngoài rồi đó bé nhện. Em sẽ thích bộ phim này cho xem. Hôm nay trời nắng to ghê, quá hợp để ra ngâm thêm một chút. Nhưng uống nước đầy đủ rất quan trọng đấy, Tuyết. Ôi không, bé hết nước mất rồi. Uống không? Mình chăm cún giỏi thật. Tận hưởng cái nắng ngày hè nào anh bạn. Hả? Sao bé uống hết nhanh vậy? Thôi được rồi. May mà anh có mang theo chai to. Gì nữa đây? Trời ơi! Còn mỗi nửa chai nước thôi. Đúng không nhở? Mình mới nghĩ ra cách cực hay. Bắt đầu với gỗ, rồi dán băng dính hai mặt ở đây. Tiếp theo, dán một tấm thẳng lên đây, rồi lật nó lại. Chuẩn bị một chai nước nhé. Bạn có thấy băng dính gai này không? Nó sẽ giữ chai nước phía trên bát. Đó, suýt thì quên mất nắp. Để nước chảy ra nào. Cún xinh chắc chắn sẽ thích cho coi. Quá ổn áp cho một ngày nóng bức. Khỏi cảm ơn. Wow, uống từ từ kiểu hết sạch đấy. Hoặc không, tùy bé thôi. Xin phép nhé. Lại đến giờ cho cuốn ăn tối rồi. Ờ, Ronnie ơi, nó đâu được nhỉ? Chắc là đang trốn rồi. Em đâu rồi cuốn ơi? Không ở dưới này. Lại rúc trong đống quần áo sao? Hay bé đang chơi bên ngoài nhỉ? Không. Ronnie đi đâu được chứ? Thế có dấu lông rồi nha. Và nó dẫn đến tủ quần áo.
Hello. Aha, Ronnie. Biết ngay mà. Em bị mắc kẹt trong này sao? Suýt thì em bỏ lỡ bữa ăn ưa thích trong ngày đấy. Chị cho thêm bánh thưởng vào bát đó. Quá trời lông má ơi. Ronnie rụng lông khủng khiếp quá. Lông khắp nơi. Quần áo của mình toàn lông rồi. Sao giờ hả Ronnie? Quay lại đây Ronnie. Mới quên trải một hôm mà rụng lông khiếp. Không hiểu sao em chưa rụng hết lông đấy. Kinh quá. Cả đống lông luôn. Mình cần mua bàn chải mới. Hoặc mình sẽ tự làm một cái hiệu quả hơn. Vành miệng của tất da và lồng vào phần lông, rồi chọc thủng lông qua bằng tay. Giờ đây khi chải lông cho chó, bạn chỉ cần bỏ phần tất da và lấy lông là xong. Tốt như mới nha. Nào sạch lông rồi, để chị ôm nào. Cương quá cục bông nhỏ của chị. Vài đường ở đây nữa thế này. Ôi không, Armani ơi, màu dính hết vào đôi bé rồi, phải lau cho bé thôi. Dạ, thưa cô Betty. Trời đất ơi, đúng rồi, đi nào Armani, để chị lau sạch cho em nhé. Nhiều chi hoa hoa quá. Xin chào, chúng tôi có một ca khẩn cấp với chó. Armani dính màu hồng ở đuôi ạ. Ôi mẹ ơi, bé cô te hột me quá, nhìn mặt em ấy kìa. Được rồi Armani, vào bể tắm thôi, chúng ta phải tắm sạch cho bé. Ngoan chứ kìa. Trời, không được rồi má ơi. Đúng vậy, tụi mình thử vòi này đi, thể nào cũng hiệu quả. Được rồi đó, bé còn tắm ngoan ơi là ngoan này. Ok, vậy là đủ nước rồi, giờ cho sữa tắm lên lông của bé nào. Và đừng quên massage đệm chân nhé. Armani ngoan quá, lắc cho hết nước vào bụi bẩn nào. Đến lúc dùng khăn tắm rồi, chúng ta phải lau thật khô cho bé nha. Thế là xong, đã thật đấy Armani. Thế là hết ướt nhé. Làm khô mặt cho bé để massage má bằng máy nào. Đúng rồi, như vậy đấy. Cảm giác dễ chịu nhé Armani. Cứ thư giãn cơ và để tụi chị xoa bóp cho. Giờ massage vùng cổ nè, đeo vòng mãi cũng khó chịu bé nhỉ. Nhớ phải trải lông đằng sau chân của cuốn cưng nữa nhé. Giờ chúng ta sẽ mài móng của em ấy. Bé cưng Armani ơi, mẹ đến để đón em về này. Ủa, cái gì đây? Thế là không ổn tí nào cả. Thôi đã, em rất xin lỗi. Bé Armani nhà tôi dòng dõi hoàng tộc và cô phải đối xử với bé như thế. Vâng thưa cô. Vậy mới đúng chứ, nơ và băng miệng vàng, chuẩn như lê dẩn rồi. Đi nào Armani, mẹ còn nhiều việc lắm. Bà này đúng là khó tính. Wow, mấy bé gà này xinh quá. Chào cưng, về nhà với chị nha. Ok. Nhanh thật đấy. Cái chiếc thức này thể nào cũng được triệu view cho xem. Anh ơi. Xin lỗi nhé. Cái gì đây? Lông chim à? Còn cái này. Bé gà của mình. Sao chúng ta lại hét thế hả? Suýt thì toang. Hả? Anh có tự dưng muốn nhảy không? Thực ra thì lúc nào cũng thế á. Bé đây rồi. Mũ của mình. Quay lại đây nào. Kỳ lạ thật. Bé cưng này đáng yêu xỉu luôn đó. Bé này à. Nó là động vật phải không? Biến khỏi đây mau. Rồi ạ. Nhìn kìa. Chào nhé. Xin lỗi vì bất tiện vừa rồi nhé. Phải dưỡng ẩm thôi bà con ơi. Sang chảnh quá đi mất. Wow. Em có giấu cái gì không đấy? Dạ không ạ. Cái vé trông cũng ổn. Rồi, em vào đi. Em có thấy nóng không bé gà? Giờ hãy xem bộ phim đầu tiên của em đi. Em đói hả? Ngon miệng nha.